Một phần trong 600 triệu USD bị đánh cắp từ AC Infinity vẫn đang được hacker rửa thông qua sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế, bất chấp nỗ lực triệt phá của nhà chức trách Mỹ. Tuần trước, Bộ Tài chính Mỹ đã tìm cách đóng băng số tài sản phi pháp bằng cách cấm vận ví tiền điện tử mà nhóm hacker sử dụng trong vụ tấn công. Thế nhưng vào hôm 22 tháng 4, các hacker vẫn có thể di chuyển số Ethereum trị giá là 4,5 triệu đô la Mỹ, theo Washington Post. Theo Bộ Tài chính Mỹ, các hacker đứng sau vụ tấn công AC Infinity thuộc Lazarus Group là một tổ chức từng tấn công Sony Pictures vào năm 2014. Đến thời điểm hiện tại, gần 400 triệu đô la Mỹ tương đương với 17% số tiền mã hóa trong vụ tấn công AC Infinity đã được rửa, theo công ty phân tích Blockchain Analytics. Nhóm tội phạm đổ số tiền mã hóa đánh cắp sang đồng Ethereum. Sau đó, hacker sử dụng dịch vụ có tên là Tornado Cash cho phép trộn lẫn các tài sản số với nhau, giúp cho chủ sở hữu số Ethereum phi pháp che giấu nguồn gốc. Nhà chức trách Mỹ và các sàn giao dịch lớn đang gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực truy tìm dấu vết của tiền số.